Là tỉnh địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, quản lý 277 km đường biên với 34 xã biên giới, Hà Giang là địa phương có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, thành công, thì chính quyền các xã vùng cao biên giới của Hà Giang đã có những phương án chuẩn bị công tác bầu cử và phòng chống dịch trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại xã biên giới Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Nằm sát cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc, thôn Lô Lô Trải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong đợt bầu cử lần này, có hơn 500 cử tri tham gia bỏ phiếu. Trước ngày hội lớn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú cùng người dân trong thôn kiểm tra, trang hoàng lại cờ hoa lần cuối để chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn 23 tháng 5. Các lực lượng chiến sĩ bộ đội biên phòng xã Lũng Cú tham gia nhiệt tình và hướng dẫn cho các cử tri và nhân dân cùng với cán bộ thôn thì cũng trong các cái hội trường như là cái đầu nhất, hai nữa là đảm bảo về cái công tác trật tự trị an trong khu vực bầu cử. Giờ phút này thì cũng bà con nhân dân cũng rất là các cái cử tri rất là hân hoan để tham gia các bầu cử. Lũng Cú là xã trọng điểm trên tuyến biên giới Hà Giang. Để bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, chính quyền địa phương đã thành lập tổ phản ứng nhanh, nòng cốt là bộ đội biên phòng và công an, chủ động giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, lên phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Chúng tôi cũng xây dựng các cái phương án để luân chuyển các đồng chí tại các cái chốt phòng chống dịch bệnh để thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời vẫn đảm bảo công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Huyện Đồng Văn có 9 xã vùng biên với đường biên giới dài 54 km. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên kia biên giới là rất lớn. Cùng với nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử, công tác phòng chống dịch cũng được tiến hành song song với cấp độ cao nhất để bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn tuyệt đối.